Top 3 chuyện cổ tích ngày xửa ngày xưa khiến tôi ám ảnh ải chĩa. Trời ơi, quỷ sao mà vui dữ vậy? Quỷ mà còn có anh em nữa chứ. Má ơi, còn ra chơi với nó nữa. Hát xong nó cắn bà bây giờ. Top 2 là con mã xà tinh này nè, trời ơi. Coi xong tối tôi nằm mơ thấy nó đứng trên nóc nhà. Đã dậy sáng mới thức má còn kêu lên quét sân thượng. Thánh thằng ơi là trời, không lên là không lên nha má. Má đánh nó không có đa bằng nó đánh con nha má. Top 1, bông hoa và ba con quỷ. Hồi nhỏ không có dám coi, má rủ coi chung mới dám coi. Mà má rủ coi xong ngồi đó chưa được 5 phút má đi đâu mất tiêu. Trời ơi, má đang coi ba con quỷ nó lộng hành nè má ơi. Má rủ con coi cho đã rồi má đi đâu rồi má ơi, má. Má ơi. Ok, hôm nay là 30 tháng 4 và 1 tháng 5. Những bạn yến nào mà được đi ra ngoài chơi thì chúc các bạn đi chơi vui vẻ nha. Còn những bạn yến nào follower của Infinite ở nhà không đi ra ngoài chơi thì hãy comment phía dưới cho Infinite biết để mà tôi làm clip cho các bạn coi nha. À quên, nhớ lấy cái dấu cộng của tôi, rồi nhớ nhấn cái dấu tim của tôi để coi như là cảm ơn cái công sức mà tôi ở nhà làm clip cho các bạn đi. Vậy nha, và xin chào các bạn, mình là Infinite. Top 3 chuyện cổ tích ngày xưa khiến tôi ám ảnh ải chĩa phần 2. Top 1, thành viên thứ tư của HKT. Y chang mấy đứa A còng số 1 mà mỗi lần đi chơi với Cross về. Đạo diễn tưởng đâu là cho con chó sói này nó nhảy thì mấy bé sẽ đỡ sợ. Nhưng không, hồi đó tôi coi tôi sợ thấy má tôi luôn. Tưởng coi lộn phim kinh dị, thà ăn thịt chị ăn thịt mẹ đi, bày đặt nhảy nữa coi sợ muốn xỉu vậy đó. Top 2, mụ yêu tinh. Bà nội bắt được con nai mừng thấy ghê. Làm hồi đó coi nghe bà cười sợ muốn xỉu. Cái mỏ ngủ xấu y chang cái đứa A còng số 2. Nhìn muốn bún vô cái mỏ con cái gì đó. Top 3, trùm cuối. Trời ơi, mẹ ơi, mẹ đủ con coi mẹ đâu, mẹ ơi, con coi nó mẹ ơi. Ok, và xin chào các bạn, mình là Infinite. Top 3 truyện cổ tích ngày xưa khiến tôi ám ảnh ải chĩa phần 3. Con, vô lấy cái đồ mod bật cái tivi lên coi cái chuyện cổ tích giải trí đi con. Trời Phật Thánh Thần ơi, má ơi giải trí chưa? Giải trí dữ chưa má ơi? Sao cái mỏ nó dài cha cái đứa còng số 2 vậy má? Top 2. Trời ơi má ơi, con này con người hay con dê vậy má? Tôi có thể cổng cô suốt đời mà không... Tôi có thể cổng cô suốt đời. Dê bị đặt làm chắp bôi. Thử tới 60 tuổi coi, tự nhiên tới đó cái Tôi lụm cụm tôi mệt, tôi đi không nổi. Bà tự đi đi. Top 3. Má ơi, không coi nữa. Mày ngủ không coi gì đâu má ơi. Mình xin chào các bạn, mình là Infinite. Top 3 chuyện cổ tích ngày xưa khiến tôi ám ảnh ải chĩa phần 4. Top 1, Trần Tinh. Trời ơi trời, cái con này là con gấu hay con kỳ lân vậy trời? Sao nó bự quá vậy? Má ơi, ra cứu chú Minh Nhí kìa má ơi. Trời ơi, bỏ cái chén đi, ra cứu chú Minh Nhí kìa. Cầm cái chén hoài má ra đây nè má ơi. Top 2, không. Có ai trong nhà không? Không, đừng có vô. Dừng ở đây đi, đừng dừng ở đây hết phim được rồi. Đừng có vô ngang. Vô là tôi làm một dũng ở đây đó. Rồi đó, thấy chưa? Đó, thấy chưa? Tôi nói rồi mà. Má ơi, thay quần cho con. Má ơi, thay quần cho con. Nhanh, má ơi, nhanh. Top 3. Trời ơi, trời. Gì trời? Đi coi cháy lương rồi, sao nó ra cái này vậy má? Má chỉ cho giùm con đi, cũng muốn coi nghe Cartoon Network. Con không muốn coi cái này đâu. Tối rồi, mà kêu con giải trí. Mà giải trí chưa má? Má ơi, nó đâu rồi má? Ôi trời má ơi, sợ quá thôi mình đi thay quần đây. Và xin chào các bạn, mình là Infinite. Review phim Người Vợ Cuối Cùng. Phim kể về một cặp thanh mai trúc mã đang yêu nhau say đắm thì bỗng một ngày cha của người bạn gái ăn cắp đồ của Quang để rồi Quang tống vào tù. Vì muốn cha mình không phải ngồi tù nên người bạn gái buộc phải làm vợ của Quang. Nhưng mà nói vợ cho sang vậy thôi chứ mà về nhà không khác gì một đứa người ở, và đặc biệt là một trở thành một cái máy đẻ cho Quang. Và trong cái quá trình làm cổ máy đẻ trứng cho Quang thì người bạn gái này cảm thấy nhớ người bạn trai cũ quá, nên là cái cặp thanh mai trúc mã này tụi nó mèo mã gà đồng với nhau để rồi mọi chuyện bắt đầu từ đây. Clip này là clip đặc biệt, tôi sẽ không khen và không góp ý gì cả, chỉ kể ra những cái mà tôi đã thấy được ở trên phim và hiểu được qua cái góc nhìn và hai cái con mắt của tôi. Đầu tiên là phân đoạn cặp thanh mai trúc cảm lạnh, cảnh báo là spoil nha. Để kể cho nghe, có một cái phân đoạn họ người bạn gái đó nhớ là cái thời họ còn bé, họ còn nhỏ xíu đi mua bánh đậu xanh gì cho mẹ ăn. Đang đi tung tăng trên đường, tự nhiên cái trời mưa ngang vậy đó. Xong cái chú đó tại vì sợ bước ra ướt mưa rồi ướt cái bánh đậu xanh vậy má la. Cái cha bạn trai chạy ngang rồi nói: "Thôi đừng đứng đây nữa, đứng đây chú mưa vậy biết tới chừng nào, về đi anh che mưa cho."
Cái mọi người biết ông nội lấy cái gì che không? Tưởng lấy cái mâm hay lấy cái áo hay lấy cái gì che, tự tin lắm. Không, lấy lá sen. Wow. Ta nói hai đứa nó ướt mà nó ướt không còn một cái gì hết. Tưởng đâu là cảm động, ai ngờ coi phút này tôi cười mà tôi cảm lạnh luôn. Tại máy lạnh trong đạp bật lạnh quá. Có thể là do cái góc nhìn của tôi nó tích cực quá nên là nó như vậy. Chứ mà người bình thường người ta coi người ta thấy nó lãng mạn sao, đúng không? Chính vì vậy mới có phân cảnh thứ hai. Tiếp tục là cặp Thanh Mai chút cảm lạnh. Người bạn gái sau khi mà gả cho Quang rồi thì tối đó về nằm ngủ, đang nằm ngủ tự nhiên cái thấy nhớ bạn trai cũ quá. Cái đang nằm tự nhiên bật dậy. Bật dậy ngay trong đêm chạy qua nhà bạn trai liền. Chạy mà chạy bỏ con luôn mà. Chạy trong màn đêm tăm tối dưới trời mưa tầm tã mà không sợ ma luôn. Chạy mà cành xong tới nơi cái gặp thằng bạn trai. Biết thằng bạn trai hỏi sao không? Ủa? Sao đến đây làm gì vậy? Thẳng thằng gọi là chờ dòm lẽ con gái người ta mà nói á. Dạ tại em thấy anh đẹp trai quá nên là em chịu không nổi, em nhớ anh quá em chạy qua đây, em chịu không nổi. Mà thôi thì hỏi gì cũng đúng rồi, không hỏi gì biết hỏi sao giờ, đúng không? Đó là góc nhìn một chiều của tôi, chứ còn ai mà có góc nhìn mới thì đóng góp cho tôi để tôi biết chứ nghe. Rồi xong cặp Thanh Mai chút cảm lạnh rồi đúng không? Giờ tới mấy mẹ lính nè. Bình thường ở ngoài đời á mà mọi người gặp cháy nhà mọi người sang sao? Mọi người sẽ chạy xong kêu mọi người ơi, mọi người tạt nước đi, vừa chạy vừa kêu tạt đi xong tạt. Ồ mấy mẹ lính trong phim nhà đang cháy cầm cái giáo chạy. Gặp lính khác đứng lại, nhà cháy rồi dập đi, chạy kiếm lính khác. Tự nhiên cái tôi tỉnh lại liền luôn. Thì cái khúc này góc nhìn cá nhân của tôi thấy nó hơi lạ so với ngoài đời thôi. Nhưng mà lỡ như cái góc nhìn của tác giả người ta muốn là thì lính hồi xưa người ta chuyên nghiệp, người ta luôn giữ bình tĩnh trong mọi tình huống. Lỡ như cái góc nhìn của người ta muốn vậy thì sao, đúng không? Nên là mình tiếp tục thắc mắc lần thứ tư, dẫn câu chuyện của mấy mẹ lính. Thì trong phim có một ông Conan phá án, thì gọi là Conan vậy thôi chứ tên của ông là tên gì tôi coi từ đầu tới cuối tôi cũng không biết ông tên gì nữa. Thì sau khi mà ông tìm được và biết được thằng hung thủ là ai rồi thì ông mò tới nhà của thằng hung thủ đó. Ông đứng trước nhà nó xong cái ông nhờ người chạy về kêu chi viện thêm tại sợ như đó đánh ông lại. Thì người vừa chạy về cái thằng hung thủ bước ra. Nó bước ra, nó gặp Conan nó sợ quá, nó chạy vô trong rừng. Xong cái Conan thấy vậy rượt theo liền, trời vừa rượt vừa kêu đứng lại. Xong được chạy sâu vô trong rừng, chạy chắc cũng cỡ cái chục km luôn á. Chạy được một hồi mất dấu thằng hung thủ. Và điều đáng nói là ở đây nè, lúc đó mọi người biết chuyện gì xảy ra không? Mấy mẹ lính về kêu chi viện á. Mấy mẹ tới đúng ngay bóc cái chỗ ông Conan luôn. Wow. Bộ hồi đó có xài định vị hay sao mà chạy xa cái chục km rồi mà vẫn tìm được đúng chính xác vị trí để mà quay trở lại dữ vậy trời. Thì bốn cái góc nhìn đó mình kể để mình nói lên cái sự thắc mắc của mình về cái phần kịch bản thôi. Còn cái mô típ á, chắc là do lấy cảm hứng từ cái tác phẩm gốc nên là hầu như mọi người đoán được hết trơn. Bạn nào mà đi xem phim với mấy đứa bạn như là A+1 á, mỗi lần mà nó chuẩn bị quay ngang nó cất giọng lên là: ê mẹ ơi, tao đoán là bịch hỏng lại liền. Tại vì 10 đứa đoán là hết 8 đứa đúng rồi đó. Còn hai đứa còn lại là không coi trailer. À, với lại một cái lời khuyên nữa là các bạn đi coi phim này các bạn đừng coi trailer. Tại vì các bạn coi là các bạn đoán được hết trơn à. Mà nó đi cũng phải nói lại, phim rất đầu tư về trang phục nha các bạn. Màu sắc đều có ý nghĩa riêng của nó trong mọi khung cảnh hết trơn. Người vợ ở trong nhà thì mặc đồ như người ở, nhưng mà khi mà đi chợ đi ra ngoài rồi mặc đồ rất lộng lẫy để mà cho che mắt thiên hạ rằng là tôi được chồng thương trường chồng yêu á, chứ không phải là bị chồng ngược đãi đồ này kia đâu. Phim có những cảnh hài mình coi cảm thấy cười rất là tự nhiên, chứ không phải là cố gắng làm cho mình mắc cười thọt lét mình này kia. Và khán giả lúc đó đi xem là đâu đó khoảng tầm 10 giờ tối, nhưng mà hầu như là full rạp luôn á mọi người, 90% rạp luôn á. Âm thanh, những cú tát và những cái hiệu ứng á nghe rất là đã tai, và đặc biệt là có cái bài dè bèo giặt hay trôi á lâu rồi chưa có nghe. Còn diễn viên là có cả diễn viên gạo cội lẫn diễn viên đang hot, diễn viên mới đồ đàng hoàng luôn á nha các bạn. Và đối với tôi, Katy Nguyễn là người diễn hay nhất trong phim. Katy không cần nói gì nhiều hết trơn á, con mắt nói lên hết trơn rồi. Với lại mình thấy là để có một bộ phim như thế này á, thật sự rất là kỳ công và rất là cực. Không có ai mà làm phim mà muốn phim dở hết trơn các bạn. Nên là nếu được mọi người góp ý nhẹ tay thôi. Chứ mình thấy có nhiều người chê nặng lời quá. Tại vì các bạn chê đâu phải chê một người đâu. Các bạn chê phim là chê cả một đoàn làm phim, chê cả một tập thể luôn. Một lời chê của bạn thôi là ai nghe người ta cũng buồn hết trơn. Nên là mình nghĩ là mình nên hoan hỷ mọi người. Tại vì khi mà chê như vậy thì các bạn đã chính thức bị nghiệp rồi. Nên là mình hoan hỷ. Còn về phim này thì mình chấm 6/10 điểm. Hoan hỷ. Và xin chào các bạn, mình là Ấn Finish.